Tại sao không gọi là bánh mì chiên trứng mà lại gọi bánh mì cá tứ? Bởi vì là nó cá tứ. Xin chào tất cả các bạn đã quay lại trở lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một món, đó là bánh mì cá tứ. Ok, đây là một món ăn rất đơn giản, dễ làm. Mình cũng đã nhìn người ta làm mà mình cũng chưa làm bao giờ rồi. Và bây giờ mình sẽ làm thử. Ok, vậy nguyên liệu chính đó chính là bánh mì, không thể thiếu là bánh mì. Vì gọi là bánh mì cá tứ nên không thể thiếu là bánh mì được. Nguyên liệu thứ hai, trứng gà. Ok, nguyên liệu thứ ba, hành lá. Vâng, chỉ còn cần ba nguyên liệu vậy thôi. Và bây giờ mình sẽ bắt tay vào làm luôn. Ok, ok, bây giờ mình sẽ bắt tay vào làm luôn nha các bạn. Trước tiên là mình đập đập vào trứng gà. Cái làm hai quả trứng đi cho nó béo bổ ấy. Một quả hay hai quả hay gì đó tùy mình nha. Cắt hành lá vào. Cắt nhỏ tí nữa cho nó dày bảo. Mình nhìn người ta làm mình chưa làm bao giờ đâu. Bây giờ là mình sẽ thử nghiệm luôn. Người ta làm thì mình ăn, bây giờ là mình làm thì mình ăn. Có cảm giác thế nào? Chắc là có ngon, nó có phê nhưng tí mình ăn. Đây, mình đã đánh trứng với hành lá nha các bạn. Nhìn rất là phế, rất là béo. Một cái bánh mì mà hai quả trứng nó rì đi. Đấy, trong thời gian nè. Đấy thì mình phải bỏ dầu vào trước để bật lên cho nó nóng vì chiên đấy. Úi giời ơi, nhưng mình sẽ chiên thêm quả xúc xích chất lượng. Và bây giờ mình sẽ cắt bánh mì ra. Đây, còn bánh mì cắt tứ thì bây giờ mình sẽ cắt tứ nha các bạn. Cắt tứ bánh mì ra nha các bạn. Tại sao không gọi là bánh mì chiên trứng mà lại gọi bánh mì cắt tứ? Bởi vì nó ngọt cắt tứ. Cắt tứ thì gọi là cắt tứ, chả lẽ gọi là cắt nắm à, hiểu không? À. Bây giờ mình sẽ cho bánh mì vào đây. Mình sẽ cho bánh mì vào tổ trứng. Dùng lé. Úi giời ơi, phế như con tê tê luôn. Nhìn này, úi giời. Vâng, dầu đã nóng, thả vào luôn. Ok, chào nhỏ quá, mình chỉ chiên một lần hai miếng thôi.
lấy thời gian chơi đời tiếp. Lâu lắm mới không được ăn bánh mì này, bây giờ thử làm để chơi luôn. Mình thích thì mình ăn thôi. Ok. Đơn giản thì là mình thích là mình ăn thôi. Lật đi lật lại chừng nào là chín nó mới ngán đấy các bạn. John để lâu hơn. Ok, mình tiếp hai cái cuối vào. Đây, số tượng con làm mình sẽ cho vào luôn. Trời ơi, rất là béo. Hải quả tự nó béo là đấy. Sao nó hơi nhiều trứng như vậy?
Đây, có cái bóng chụp chết mà ngủ này chứ. Đó vô luôn. Không cần biết. Người nghe thơm rồi. Chị nhanh đi, để con ăn nào. Đói bụng rồi. Bạn xem clip nhớ chia sẻ, like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ mình để mình ra nhiều video hay hơn nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Ok, tắt bếp. Bỏ ra đi. Ok, mình đã hoàn thành xong một tác phẩm, gọi là tác phẩm nghệ thuật ăn uống, nghệ thuật ăn uống nghe không? Bọn món bánh mì cắt tư, ok. Đấy, vâng, bánh mì cắt tư đã thành công tốt đẹp, mì màn. Đấy, có thêm cái xúc xích. Đấy, các bạn chiếm ngưỡng đi. Món này, mình xem người ta làm bây giờ mình thực hành, cảm thấy nó rất là đơn giản. Vì là nó quá đơn giản. Để phục vụ cái tính thân ăn uống của mình bây giờ, mình sẽ tự làm. Vâng. Các bạn ăn cái món này các bạn cho thêm tương ớt. Nếu bạn nào thích ăn tương ớt thì cho thêm tương ớt nha. Mình không ăn tương ớt được nên là mình sẽ ăn không cũng được. Ok, bây giờ mình sẽ mời các bạn cùng thưởng thức cái món bánh mì cắt tứ. Ok, mời tất cả các bạn nha. Cái ớt thơm nó ngon mà béo nữa. Một cái bánh mì hải quả trứng. Mà làm mì xúc xích này cho nó ngon. Rồi. Rất là phê. Các bạn xem clip nhớ like video, chia sẻ video và đăng ký kênh ủng hộ mình để mình nghĩ ra những cái món hay hay là để mình làm clip cho các bạn xem. Ok, vâng, bây giờ xin chào tất cả các bạn, cảm ơn các bạn đã xem clip của mình. Ok, bye bye.